rời khỏi thánh địa Lumini trong một sớm mờ sương. Màu trắng bàng bạc của những màng mưa mỏng lất phất nơi đây như đẩy lùi quang cảnh Nepal bồng bềnh trong vô tận trời mây bảng lặng. Mùa này, hoa lau đã nở trắng, bạt ngàn trên khắp các lối đi. Chúng tôi đang trên đường tìm đến chùa tháp các nước hội tụ xung quanh khu thánh địa này. Đầu tiên là một ngôi chùa Việt Nam, Việt Nam Phật Quốc Tự. Chùa khởi công xây dựng vào năm 1993 và hoàn thành vào năm 2005. Thầy Huyền Diệu là người Việt Nam đầu tiên đã mạnh dạn đứng ra tạo lập ngôi chùa này trên đất thánh. Sau đó, Phật giáo các nước thuộc hai truyền thống nguyên thủy và phát triển mới bắt đầu xây cất chùa tháp, tịnh xá, tu viện xung quanh. Chùa rộng khoảng 2 mẫu, nằm về hướng Bắc, cách trụ đá Asoka khoảng 2 km. Nhìn từ xa, sau những tảng cây dập bóng, ngôi chùa hiện rõ những mái cong, kiến trúc mang nét đặc thù của chùa tháp Việt Nam, nhất là các chùa ở xứ Bắc. Ở Bodh Gaya, thầy Huyền Diệu cũng cho xây một ngôi chùa Việt Nam cùng tên như ở thánh tích Lumini này. Sự có mặt của một ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật quả là một niềm tự hào lớn, góp phần tái tạo và hồi sinh khu thánh tích linh thiêng vốn đã hoang tàn vắng vẻ. Chúng tôi có đến thăm nhưng được biết thầy hiện đang đi Phật sự xa, không được gặp, chỉ biết gửi chút tâm thành hướng về thầy. Cầu chúc thầy sức khỏe dồi dào, tiếp tục quên mình để dấn thân vì Phật Pháp. Đây là một ngôi chùa Trung Hoa. Nhìn lối kiến trúc tổng quan này, người ta dễ dàng nhận biết được Phật giáo chính thức du nhập vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Mới đầu, nhiều người nghĩ rằng Đạo Phật là một tông phái của Đạo Lão. Sự hiểu lầm đó bắt nguồn từ quan điểm chung của hai tôn giáo này, bởi cả hai đều có cùng mục đích là hướng tới giải thoát. Năm 355, giáo đoàn Tăng Già được thành lập. Từ thế kỷ thứ 4 trở đi, nhiều cao tăng lỗi lạc xuất hiện kèm theo nhiều trưởng phái Bát Nhã Ba La Mật Đa ra đời. Sang thế kỷ thứ 5, Phật giáo Trung Quốc bắt đầu phát triển mạnh. Nhờ sự ủng hộ đắc lực của triều đình, nhiều chùa tháp được xây dựng vào thời gian này, song song với sự có mặt của nhiều tác phẩm Phật học giá trị. Ngày nay, trên khắp các thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ, chùa Trung Hoa gần như có mặt khắp nơi. Còn đây là một ngôi chùa của Đại Hàn. Cũng như các chùa tháp xung quanh, chùa này đang trong giai đoạn xây cất. Phật giáo chuyển sang Đại Hàn vào thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Thế kỷ thứ 6 và thế kỷ thứ 9 là thời kỳ Phật giáo Đại Hàn phát triển rực rỡ nhất. Các trường phái Phật giáo thời đó lần lượt xuất hiện như Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Mật Tông hay Chân Ngôn Tông. Ngày nay, tại Đại Hàn, người ta ít phân biệt các tông phái đạo Phật. Tất cả đều thực hành song song với nhau về thiền quán, niệm Phật hay tụng kinh. Trong khi đó, giới trí thức thường ưa chuộng thiền tông, còn hạng bình dân thường nương vào pháp niệm Phật làm chủ yếu. Tại thánh địa Lumini, chùa Đại Hàn có mặt khá sớm. Chùa thành lập vào tháng 3 năm 1995 do sư Bunsim Dumun Bushin trụ trì. Chùa cách Lumini khoảng 1,5 km về phía tây bắc của trụ đá. Ngoài Việt Nam Phật Quốc Tự của thầy Huyền Diệu, ở Lumini còn có một ngôi chùa Việt Nam thứ hai, đó là chùa Linh Sơn, trong giáo hệ Linh Sơn của cố Hòa Thượng Huyền Vi, và thầy Linh Quang là người được Hòa Thượng ủy quyền trông coi và xây cất. Hiện tại, công đoạn xây dựng đã hoàn thành gần 80%. Hy vọng chùa sẽ chóng mỹ mãn trong một vài năm tới. Nhìn những hoa văn đủ màu được chạm trổ trên cổng tam quan này, ta hiểu ngay đó là một ngôi chùa Tây Tạng. Chùa thành lập vào năm 1998 bởi ngài Jufa Rinpoche người Ấn. Hiện tại, sư Kunchak đang trụ trì. Ngôi chùa hoàn toàn mới mẻ và sang trọng với những hoa viên đẹp, bố trí thông thoáng và hài hòa.
các dòng tu quan trọng của Tây Tạng thường có một hệ thống tu viện, đồng thời cũng bắt nguồn từ các vị đại thành tựu Mahasiddha. Về mặt lý thuyết, ngoài A Tỳ Đạt Ma, Phật giáo Tây Tạng còn dựa vào các giáo pháp đại thừa của Bồ Tát Long Thọ và Vô Trước, xem đó là hai triết lý căn bản, mà đặc biệt là triết lý trung quán cụ duyên. Trước khi du nhập vào Tây Tạng, Phật giáo chưa được xem trọng. Mãi đến thời vua Tùng Tán Cương Bố, khoảng năm 620 đến 649, thì hoàng gia bắt đầu chuyển qua Phật giáo. Năm thế hệ sau vị vua này, Phật giáo mới chính thức trở thành quốc giáo. Năm 775, với sự xuất hiện của nhiều tu viện, Phật giáo Tây Tạng bắt đầu thành lập đoàn thể tăng già. Khắp nơi trên các thánh tích Ấn Độ, chùa Tạng được xây dựng rất nhiều. Riêng với chùa này, đặc biệt nổi bật về vẻ đẹp kiến trúc trong hầu hết các chùa tháp xung quanh khu thánh tích. Trong tương lai, chùa sẽ mở một trung tâm thiền định cho du khách. Người Nhật thường chuộng những tông màu thanh nhã trầm lắng, coi đó là một biểu tượng của nội tâm thuần tịnh, an nhiên theo tinh thần thiền học. Ngôi chùa Nhật Bản này hiện đang trong giai đoạn xây cất. Ngôi chùa này của Nepal tên đầy đủ là Druji Choling Monastery, thành lập vào tháng 10 năm 2001. Khuôn viên chùa khá rộng và yên tĩnh. Khi đoàn chúng tôi đến, chùa quạnh vắng ít người. Được biết sư trụ trì lúc đó đã đi Kathmandu.